Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa và sẽ dịch chuyển chậm theo hướng Tây Bắc về phía đảo Hải Nam Trung Quốc và có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở các vùng biển phía bắc sẽ có mưa to, gió mạnh và sóng lớn nên tàu thuyền không hoạt động để đảm bảo an toàn. Diễn biến về áp thấp nhiệt đới còn hết sức phức tạp, do vậy người dân cần theo dõi và cập nhật thông tin để có phương án phòng chống. Ngoài ra, vùng biển phía Nam cũng đang trong những ngày thời tiết xấu. Trong ngày hôm nay, ở vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau cũng như là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động, không an toàn trong hoạt động hàng hải. Trên đất liền, trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão, nên trời nhiều mây, mưa rào và dông xảy ra nhiều nơi, có nơi thì xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày phổ biến khoảng 30 đến 33 độ. Từ khoảng đêm nay, mùng 2 tháng 7, thì nhiều khả năng hai khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng, và vùng mưa lớn thì sẽ tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt mưa sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 4 tháng 7, sau đó thì sẽ giảm dần. Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn sẽ nhiều nguy cơ gây ra các hiện tượng như sạt lở đất ở các vùng núi, ngập úng ở khu vực đồng bằng, hạ lưu. Đáng lưu ý là trên các sông suối từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 cho đến 5 mét. Sau thời gian dài nắng nóng, cháy rừng đã xảy ra tại khu vực Bắc miền Trung. Mưa lớn ập xuống rất dễ gây ra tình trạng lũ quét nên người dân cũng cần chú ý để đảm bảo an toàn. Phần còn lại, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết có xu hướng ít mưa hơn. Đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Bộ thì mưa chỉ xảy ra lác đác vài nơi. Nắng nóng thì vẫn có khả năng xảy ra cục bộ tại một số nơi. Tuy vậy, mưa xuống thì cũng khiến cho nền nhiệt độ trong những ngày tới tại hai khu vực này sẽ giảm nhẹ, thời tiết bớt gay gắt hơn so với những ngày trước đó. Xuôi về phía Nam, đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, vào ban ngày trời vẫn có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất tại vùng cao Tây Nguyên khoảng 29 đến 32 độ. Và khoảng 31 đến 34 độ cho các tỉnh Nam Bộ. Do chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam nên những cơn mưa dông vẫn tiếp tục xuất hiện và tập trung về chiều tối. Theo nhận định, từ chiều nay cường độ gió Tây Nam trên khu vực sẽ mạnh hơn, mưa dông gia tăng về cường độ và cũng sẽ xuất hiện sớm hơn trong ngày. Như vậy là trong hôm nay mưa dông sẽ tăng lên ở cả ba miền, đặc biệt người dân tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý với mưa có lượng lớn xuất hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Quý vị và các bạn cần theo dõi sát sao những bản tin thời tiết để có kế hoạch chủ động phòng tránh. Đến đây, bản tin thời tiết sáng mùng 2 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.